Khi thẩm phán hỏi một tên sát nhân tại sao lại giết người, câu trả lời của hắn là cho vui. Sau đó thẩm phán nói, đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng hãy trân trọng nó. Nhưng tên sát nhân lại nói một cách kiêu ngạo rằng mình không cần và thậm chí còn hét vào mặt luật sư bào chữa, yêu cầu đối phương hãy im đi. Đây là một diễn biến nhỏ ở trong một phiên tòa đặc biệt xảy ra vào năm 2010 tại tỉnh Hà Nam. Hầu như đa số những ai đứng trước vành móng ngựa đều thể hiện thái độ ăn năn. Nhưng ngược lại, bị cáo ở trong vụ án này lại tỏ ra khinh thường tòa án một cách rất trắng trợn, khẳng định bản thân không cần bất cứ sự bào chữa nào. Hãy đón xem video này để hiểu rõ lý do vì sao mà hung thủ lại có những lời lẽ bất thường như vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đêm khuya, ngày 25 tháng 5 năm 2010, các cảnh sát trực tại văn phòng cảnh sát thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam nhận được một cuộc gọi trình báo. Người trình báo tên là Vương Kinh Tiên, đến từ làng Mộc Miên, huyện Thương Điền, thành phố Tân Hương. Bà Tiên nói với cảnh sát rằng con gái mình, Lý Tiểu Ngư, vừa bị ai đó sát hại dã man. Bà Tiên vừa nói vừa khóc nức nở. Vì tính chất của công việc, cho nên miễn là nhận được trình báo, bất kể là ngày hay đêm, lực lượng chức năng cũng di chuyển đến hiện trường nhanh nhất có thể. Hiện trường của vụ án là một căn phòng nhỏ của nạn nhân Lý Tiểu Ngư, 24 tuổi. Lý Tiểu Ngư tử vong dưới sàn với nhiều vết đâm chủ yếu tập trung tại vùng ngực trái, gây chảy máu ồ ạt. Nạn nhân mặc một chiếc đầm ngủ dạng 2 dây màu hồng. Máu từ vết thương chảy loang ra, ướt đẫm cả một góc nhà. Người nhà tiết lộ với cảnh sát, khi phát hiện ra sự việc đầm của Tiểu Ngư bị tốc lên một nửa, họ đã chỉnh lại nó để trông tình trạng của cô nhìn không quá thê thảm. Tiểu Ngư không mặc áo lót, nhưng có mặc quần nội y. Quần nội y của cô hiện rất ngay ngắn, không có dấu hiệu bị xé rách. Sau khi quan sát sơ bộ, đồ đạc trong căn phòng ngủ vẫn còn khá nguyên vẹn. Người nhà đã xác nhận không có thất thoát bất cứ tài sản có giá trị nào. Duy chỉ có hai đặc điểm bất thường, đó là tấm chăn bông ở trên giường nạn nhân đã bị rơi xuống sàn và cửa sổ phòng ngủ hiện đang trong tình trạng mở toang. Đội điều tra tiến hành kiểm tra cửa sổ này, họ trích xuất được một số dấu vân tay dính máu, nghi là thuộc về hung thủ. Bà Tiên, mẹ của nạn nhân, giải thích với cảnh sát rằng con gái mình không có thói quen đóng cửa sổ khi đi ngủ, đặc biệt là vào những hôm thời tiết nóng nực, bí bách như thế này. Có lẽ chính vì sơ hở đó mà hung thủ đã đột nhập và tấn công Tiểu Ngư. Theo như thông tin ghi nhận được, thời điểm phát hiện ra sự việc thì cổng sân và cửa chính đã được khóa cẩn thận. Cảnh sát cũng đã ngay lập tức kiểm tra tường bao của căn nhà. Bức tường chỉ cao khoảng 1,5 mét, hoàn toàn có thể đột nhập vào một cách dễ dàng đối với người có chiều cao nhỉnh hơn mức này. Còn nếu thấp hơn thì dướn người hoặc nhảy lên cũng có thể trèo vào được bên trong. Quả nhiên là đúng như suy đoán của cảnh sát, họ phát hiện ra có một số dấu giày hướng vào và hướng ra tại khu vực tường bao. Bà Tiên kể lại rằng, khoảng 23 giờ đêm lúc đang ngủ thì bỗng nghe được tiếng la của con gái. Khi đó bà cũng từ trong phòng hỏi vọng ra. Nhưng Tiểu Ngư khẳng định rằng không có chuyện gì, là cô chỉ đứng dậy đi vệ sinh thì vô tình phát hiện ra con chuột. Cứ như thế, bà Tiên cùng chồng yên tâm ngủ tiếp. Nhưng điều lạ là chỉ tầm nửa tiếng sau đó, hai ông bà lại tiếp tục nghe thấy tiếng la hét của con gái. Lần này là tiếng kêu thất thanh và kéo dài lâu hơn, sau đó thì tắt hẳn. Hai ông bà lo lắng, đẩy cửa vào thì phát hiện ra cảnh tượng gây sốc. Họ chưa kịp gọi điện cho cấp cứu thì Lý Tiểu Ngư đã ra đi mãi mãi. Giờ nghĩ lại, ông bà đoán rằng có lẽ ai đó đã đột nhập vào phòng ngủ và uy hiếp con gái mình, nhưng họ đã chủ quan bỏ qua. Cho đến khi Tiểu Ngư la hét đến lần thứ hai thì mọi chuyện đã rồi. Cảnh sát quan sát thấy vẻ mặt đau buồn và tiếng khóc như xé lòng của hai ông bà thì không kiềm được xúc động. Họ trấn an hai ông bà cố gắng giữ bình tĩnh, hợp tác để nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho nạn nhân. Với hiện trường như vậy, cảnh sát nghi ngờ về tình huống đột nhập và tấn công tình dục. Một giả thuyết được đưa ra ngay lúc này, mà có lẽ tiếng la đầu tiên không phải do Ngư nhìn thấy chuột, mà dường như là cô ấy đã bị khống chế và bị ép phải nói như vậy. Sau khi xâm hại tình dục, hung thủ đã dùng dao tấn công nạn nhân rồi bỏ trốn. Hướng tiếp cận của hung thủ chính là trèo vào tường bao rồi trèo qua cửa sổ, hắn bỏ trốn theo hướng ngược lại.
Dưới sàn nhà, cảnh sát còn tìm thấy một số dấu giày còn rất mới và rõ nét. Những dấu giày này có kích cỡ 40, phù hợp với một nam giới cao khoảng 1m7, thân hình vạm vỡ. Các thành viên ở trong gia đình xác nhận với cảnh sát rằng đã mất đi một con dao gọt hoa quả. Cảnh sát quan sát thấy trên bàn phòng ngủ có một đĩa hoa quả ăn dở. Có thể là Lý Tiểu Ngư đã lấy dao gọt hoa quả. Cô ấy không cất mà đặt nguyên trên bàn và vô tình nó lại trở thành hung khí gây án. Sau khi có kết quả giám định pháp y sơ bộ, các bác sĩ pháp y đã xác nhận thời điểm tử vong của nạn nhân là rơi vào khoảng từ 23 đến 23 giờ 30 phút cùng ngày. Điều này trùng khớp với lời khai của bố mẹ nạn nhân. Nguyên nhân tử vong là do bị thương nặng, do con dao nhọn đâm sâu gây thủng một số cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, có một điểm khác hoàn toàn so với những suy đoán trước đó của cảnh sát. Trước đó, cảnh sát cho rằng có thể nạn nhân đã bị tấn công tình dục, nhưng pháp y lại kết luận chắc chắn nạn nhân không hề bị tấn công tình dục, ở trong âm đạo không thu thập được bất cứ mẫu tinh dịch nào. Từ manh mối này, cảnh sát bắt đầu đưa ra một số khả năng mới, tức là nạn nhân có thể bị khống chế, nhưng hung thủ không thực hiện hành vi xâm hại. Mặc dù vậy, vẫn tức giận thái độ kháng cự của đối phương mà điên cuồng sát hại. Nhưng nếu như là như vậy, thì tại sao lại không phát hiện bất cứ vết tích của sự giằng co nào ở trên cơ thể của Lý Tiểu Ngư? Trong 30 phút đó, giữa hung thủ và nạn nhân đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ hung thủ lại ngồi trò chuyện cùng với nạn nhân? Để nhanh chóng tìm ra động cơ gây án thực sự, cảnh sát đã bắt đầu mở một cuộc điều tra về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Chia sẻ từ gia đình, Lý Tiểu Ngư, 24 tuổi, cô ấy học hết cấp trung học phổ thông rồi đi làm công nhân tại nhà máy, nhưng đã nghỉ việc khoảng 2 tháng nay. Mối quan hệ xã hội của Tiểu Ngư cũng khá đơn giản. Cô ấy chỉ có một vài người bạn thân thiết là nữ, bạn thân khác giới rất ít. Tan làm là về nhà, không thường xuyên ra ngoài cà phê tán gẫu giống như bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, Tiểu Ngư có thói quen lướt web, trò chuyện trên mạng xã hội. Khi cảnh sát hỏi ông bà Lý về chuyện tình cảm của Tiểu Ngư, thì họ mới nhớ ra và cung cấp một manh mối quan trọng. Ông bà nói Tiểu Ngư quen ai thì đều trình diện cho họ biết. Trước giờ, Ngư chỉ có một mối tình duy nhất, đó là cậu thanh niên tên Song Phủ Song, họ mới chia tay nhau cách đây 2 tháng. Đến đây, giả thuyết hung thủ và nạn nhân ngồi lại trò chuyện với nhau mà cảnh sát đưa ra trước đó cũng không phải là không có lý. Không loại trừ khả năng, người đột nhập vào nhà chính là Song. Nếu đúng như suy luận trên thì điều này giải thích vì sao Ngư lại nói là gặp chuột ở trong phòng. Có thể cô ấy nói như vậy là để tránh bố mẹ phát hiện. Nhưng như ông bà Lý khẳng định, cả hai từng yêu nhau thắm thiết, có lý do nào khiến cho Song lại nhẫn tâm ra tay với bạn gái như vậy? Nhưng chuyện tình cảm lại là chuyện khó hiểu nhất trong cuộc sống. Cảnh sát cũng không phải là chưa từng thụ lý những vụ án có liên quan đến tình cảm nam nữ. Những cặp đôi yêu nhau có thể phút trước vừa thề non hẹn biển, phút sau lại quay ra đánh đấm, thậm chí là đoạt mạng của đối phương. Hiện tại, Song Phủ Song đã trở thành đối tượng hàng đầu mà đội điều tra để mắt tới. Sau khi chốt mục tiêu, cảnh sát đã lập tức phát động truy lùng Song Phủ Song để nhanh chóng tìm ra Song càng sớm càng tốt. Cảnh sát chia thành nhiều nhóm, họ chủ yếu tập trung ở huyện Hoa Gia, quê hương của Song Phủ Song. Khi cảnh sát tìm đến nhà vào giữa trưa ngày 26, bố mẹ của Song nói rằng mấy ngày nay cứ nghe con trai lẩm bẩm trong miệng chửi ai đó là đồ khốn. Họ hỏi nhưng Song không trả lời, thậm chí còn nổi cáu lên đập phá bình ly trong nhà. Kể từ tối ngày hôm qua đến giờ, Song ra ngoài chưa về, không rõ là đi đâu. Sự biến mất bất thường của Song khiến cho cảnh sát càng nghi ngờ nhiều hơn. Cảnh sát đã kiểm tra căn nhà, xác định là đồ đạc của Song vẫn còn nguyên. Song không có nhiều tiền, cũng không mang theo quần áo, nên không có khả năng là di chuyển đi đâu xa. Chính vì vậy, cảnh sát nghi ngờ anh ta sẽ quanh quẩn ở đâu đó tại địa phương. Chiến dịch truy lùng Song Phủ Song ở huyện Hoa Gia được triển khai. Cảnh sát cũng yêu cầu người dân tích cực hỗ trợ báo cáo nếu như vô tình nhìn thấy Song. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, một người dân ở làng Gia Trang, huyện Hoa Gia gọi điện cho cảnh sát, báo cáo rằng họ vừa mới phát hiện ra một đối tượng thanh niên lưng trần mặc chiếc quần dài dính đầy máu đang ngủ ở gần ruộng lúa mì của mình. Anh ta còn bị thương ở bên tay trái, ở trên bụng đặt một con dao dính máu, người này ngủ rất say. Do đối phương mang theo hung khí, hơn nữa địa điểm cũng cách xa khu dân cư cho nên người dân không dám lên tiếng, chỉ có thể đi ra xa và gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát ập đến, đối tượng này phát hiện ra nên vội vàng bỏ chạy.
cảnh sát lại tiếp tục một cuộc rượt đuổi ở trên cánh đồng. Vì đối phương có mang theo hung khí cho nên cảnh sát rất thận trọng. Cánh đồng lúa mì nhanh chóng được bao vây bởi lực lượng lớn cảnh sát. Lúc đó, nghi phạm đứng ở vị trí trung tâm, anh ta hét lên rằng mình sẽ tự vẫn. Lo lắng đối tượng này làm thật cho nên cảnh sát đã giãn cách ra. Tuy nhiên, không lâu sau đó, nam thanh niên đã có hành động, cứa dao vào người. Có lẽ là vì đau đớn nên anh ta đã la hét rồi nằm xuống quằn quại. Lực lượng chức năng đã tận dụng thời cơ tiến tới, xác nhận chính là nghi phạm hình sự Song Phủ Song mà họ đang nỗ lực tìm kiếm. Ngoài vết thương mới tự mình tạo ra, thì cảnh sát còn nhìn thấy vài vết thương cũ ở bên tay trái của nghi phạm. Lúc này, sắc môi của Song trở nên đã tái nhợt, gương mặt cũng hốc hác, nhìn thiếu sức sống. Bên cạnh chỗ nằm của Song còn có một túi ni lông đựng bánh màn thầu đang ăn dở. Tại phòng tạm giam, nghi phạm Song Phủ Song không hề có biểu hiện của sự lo sợ nào. Song nói các đồng chí cảnh sát cứ việc tạm giam mình bao nhiêu lâu cũng được, nhưng nhất định sẽ không bao giờ tiết lộ điều gì. Song cũng tuyên bố việc tìm ra sự thật là trách nhiệm của cảnh sát. Nếu như họ không làm được điều này thì không xứng đáng nhận được sự tín nhiệm của người dân. Song cứ nghêu ngao hát trong miệng những giai điệu bài hát về tình yêu, trong đó thể hiện sự oán trách kẻ bội bạc. Trước một tên nghi phạm có vẻ ngang tàng như vậy, cảnh sát khá bối rối. Cho dù họ đã sử dụng các biện pháp cứng rắn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cậy được miệng của đối phương. Lực lượng chức năng bắt đầu chuyển sang phương pháp mềm mỏng. Tuy nhiên, cách này cũng không có tác dụng gì về Song. Đã gần 2 ngày trôi qua nhưng Song chẳng hề tiết lộ gì thêm. Trong trại giam, Song khen cơm ở đây rất ngon, thậm chí thực đơn còn đầy đủ hơn bữa ăn thường ngày của gia đình mình. Song không phải là không nói chuyện, thậm chí là trò chuyện giòn giã là đằng khác. Song khen các cảnh sát nhìn đẹp trai, phong độ, nhìn lại mình có vẻ nhếch nhác. Ban đầu, nhận thấy những biểu hiện bất thường như vậy, cảnh sát nghi ngờ Song có mắc vấn đề về tâm lý và đã cho đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, kết quả trả về là Song hoàn toàn có năng lực hành vi bình thường. Đội điều tra đã đến nhà để gặp bố mẹ Song để tìm hiểu một số vấn đề. Mẹ Song là bà Lưu tiết lộ với cảnh sát rằng con trai mình trước giờ sống nội tâm, ít chia sẻ. Mặc dù sống chung nhà, nhưng có khi cả tuần Song chỉ nói chuyện với họ được vài câu. Theo bà Lưu, Song có tính cách thu mình và ít bạn bè. Nhưng bà biết được rằng Song có một người bạn thân là nam giới tên Lăng Tiểu Bác. Họ chơi từ thuở nhỏ đến giờ. Có nhiều chuyện Song không bao giờ chia sẻ với người thân mà chỉ nói cho Tiểu Bác biết. Khi cảnh sát tìm tới, Tiểu Bác nói trước giờ Song chỉ tin tưởng mình, luôn nghe lời khuyên bảo, cho nên rằng có lẽ anh ta sẽ giúp được đội điều tra thuyết phục bạn khai ra sự thật. Quả nhiên là khi nhìn thấy Tiểu Bác đến, Song đã trở nên trầm lặng, khác thường. Song cúi mặt nói xin lỗi. Sau cuộc trò chuyện với Tiểu Bác, Song cuối cùng cũng chịu hé miệng nhận tội sát hại Lý Tiểu Ngư. Song Phủ Song, sinh năm 1986, năm đó mới 24 tuổi. Quê hương của Song là ở huyện Hoa Gia, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Dòng họ Song không có ai có điều kiện khá giả, bố mẹ Song quanh năm làm việc vất vả tại cánh đồng nhưng vẫn không có dư. Thời điểm Song được sinh ra, tại địa phương vẫn còn tồn tại quan niệm trọng nam khinh nữ rõ rệt. Song là con trai thứ, trước đó bố mẹ cũng có một người anh trai nhưng không may chết yểu. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ Song lại cho rằng càng đẻ nhiều con trai thì về sau càng không lo lắng tuổi già cô đơn. Chính vì vậy mà 2 năm sau khi Song ra đời, họ lại có thêm một người con khác, nhưng không may lần này lại là con gái. Thời điểm đó, vợ chồng một người bà con xa của gia đình bị hiếm muộn, họ không hề đặt nặng chuyện con trai con gái. Thấy bố mẹ Song có vẻ không thích cô con gái này, cho nên họ đã xin về nuôi, hứa chăm sóc đàng hoàng. Bố mẹ Song vui vẻ đồng ý. Để tránh những rắc rối, bố mẹ Song yêu cầu làm lại giấy khai sinh và đổi họ tên cho con gái. Kể từ đó, Song trở thành người con duy nhất ở trong gia đình và vì là con trai nên rất được chiều chuộng. Để con trai được sống trong điều kiện tốt nhất, hai ông bà càng ngày càng nỗ lực cày cuốc để kiếm nhiều tiền hơn. Ban ngày thì làm thuê cho người khác, đến tối thì mới có thời gian lo việc đồng áng trong nhà. Họ luôn quan niệm rằng cứ cho con những điều tốt nhất thì sau này khi lớn lên con sẽ hiểu và tận tụy phụng dưỡng mình khi về già. Hai ông bà luôn hy vọng Song sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, vì thấy nghề bác sĩ vừa có tiếng lại vừa có thu nhập cao. Có bao nhiêu đồ ăn ngon, họ luôn dành cho con hết. Khi con phàn nàn rằng bạn mình mới được sắm quần áo hay đồ chơi mới,
thì họ cũng cố gắng dành dụm mua chúng vì muốn con bằng bạn bằng bè. Tuy nhiên, ông bà Song lại không hề nhận thức được rằng chính hình thức dạy con thiếu suy nghĩ của mình đã trở thành bàn đạp khiến cho con hình thành tính chất xấu xa. Biết bố mẹ không bao giờ la dầy, cho nên khi ở trường, Song luôn bắt nạt những đứa trẻ mà mình ghét. Thầy cô đã rất nhiều lần đến nhà để giải thích cho ông bà hiểu, để họ chấn chỉnh phương pháp giáo dục, nhưng họ nhất quyết không đồng tình. Hai ông bà đưa ra quan điểm rằng những đứa trẻ có tính cách mạnh mẽ như Song thì sau này sẽ không dễ bị người khác ăn hiếp. Liên tục bị phạt vì hạnh kiểm xấu nhưng vẫn không chịu thay đổi, cuối cùng thì Song đã bị cho nghỉ học. Thời gian nghỉ học ở nhà, trong khi bố mẹ suốt ngày quần quật làm việc ở bên ngoài thì Song lại không làm việc gì khác ngoài việc lêu lổng rong chơi. Nhưng chơi với ai cũng không bền, bởi vì cứ mỗi khi bực bội, Song lại dùng nắm đấm với đối phương. Chính điều này đã khiến Song bị cô lập. Từ đó, Song như biến thành một con người khác, không giao tiếp nên trở thành một đứa trẻ nội tâm, ít trò chuyện, ít chia sẻ, ngay cả với bố mẹ. Mặc dù vậy, khi lên 13 tuổi, Song may mắn gặp được một người bạn mà bản thân xem như là tri kỷ. Người này chính là Lăng Tiểu Bác. Bác cũng có hoàn cảnh tương tự, cho nên cả hai chơi với nhau rất hợp rơ. Song xem trọng người bạn này hơn cả người thân của mình, có chuyện gì cũng chia sẻ với đối phương. Năm 18 tuổi, cả hai nhờ mối quan hệ của bố bác đã xin được việc làm công tại nhà máy. Nhờ bác mà Song xin được việc làm nên hắn ta càng quý người bạn này hơn. Từ lời khuyên của bác, Song bắt đầu thay đổi bản thân, nói nhiều và cởi mở hơn với mọi người. Nhưng riêng với bố mẹ thì Song vẫn không thể hiện thái độ tôn trọng, bởi vì hắn cảm thấy từ trước đến giờ họ không thể lo được cho mình đàng hoàng. Những việc mà họ làm còn không bằng một phần của Tiểu Bác. Đến một ngày, Tiểu Bác có bạn gái, thời gian cả hai gặp nhau trò chuyện cũng ít đi. Tiểu Bác nói với Song rằng có bạn gái rất thú vị, biết đâu sẽ khiến Song trở nên yêu đời và có động lực hơn. Thế là Song cũng mong muốn được giống như bạn, nhưng hiện tại điều khiến cho hắn ta mặc cảm chính là ngoại hình và điều kiện kinh tế. Cuối năm 2009, khi đó Song 23 tuổi, vì không có ai thích cho nên Song chỉ có thể lên mạng để tìm tình yêu. Hắn ta sử dụng một số phần mềm sửa chữa hình ảnh giúp cho khuôn mặt trông sáng sủa và bảnh bao hơn. Đồng thời còn bịa thêm tiểu sử của mình ở trên trang cá nhân với mục đích để thu hút các đối tượng khác giới. Rất nhanh chóng, Song kết bạn và trò chuyện trực tuyến với Lý Tiểu Ngư. Cả hai người bắt đầu chia sẻ về sở thích và những câu chuyện cuộc sống hàng ngày. Lý Tiểu Ngư nói bố mẹ đang giục cô lấy chồng. Họ ra điều kiện là phải kiếm được đối tượng vừa có kinh tế tốt, vừa có phần ngoại hình để không xấu hổ với hàng xóm xung quanh. Đối với một người chưa từng yêu, những tiêu chuẩn đặt ra cao như vậy vô tình lại khiến cho Ngư gặp nhiều áp lực. Song rất thích cách nói chuyện của đối phương, cô ấy luôn thể hiện sự quan tâm và thường xuyên hỏi han về công việc, những khó khăn mà hắn ta gặp phải. Đối với Song mà nói, sự quan tâm đặc biệt này, ngoại trừ người bạn thân là Tiểu Bác, thì Tiểu Ngư là người thứ hai. Một người vốn chai sạn về cảm xúc đã nhanh chóng bị Tiểu Ngư thu hút. Song lấy hết dũng cảm tỏ tình với đối phương, không ngờ đối phương không do dự liền đồng ý. Lúc quen nhau, mặc dù Tiểu Ngư nhiều lần muốn gặp mặt trực tiếp, nhưng Song luôn từ chối vì sợ mọi chuyện bị lật tẩy. Trong thời gian này, Song quyết tâm cố gắng làm lụng để cải thiện kinh tế, làm sao để cho người yêu khỏi thất vọng. Nhưng đến một ngày, Tiểu Ngư nói nếu không gặp mặt thì sẽ chia tay, cho nên Song phải đồng ý. Mới đầu, tưởng đối phương sẽ cười chê và lập tức bỏ về nhà khi thấy dung mạo của mình. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác với những gì hắn ta tưởng tượng. Tiểu Ngư nói cô ấy hoàn toàn không để tâm đến ngoại hình cũng như là vật chất. Vốn đã yêu nhau, cho nên Ngư chấp nhận tha thứ sự thiếu thành thật về gia cảnh của bạn trai. Và ngược lại, sau khi nghe xong kể vì cô mà bạn trai đã cố gắng làm lụng, thì tỏ ra thương cảm, cô ấy nói Song đáng thương hơn đáng trách. Lời nói của Tiểu Ngư chạm tới đáy lòng. Song tự tin rằng mình đã tìm được một đối tượng tốt, muốn nỗ lực nhiều hơn để có thể cưới cô về làm vợ. Một thời gian sau, Song dẫn Ngư về nhà ra mắt. Bố mẹ Song rất thích Ngư vì cô ấy ưa nhìn, lại còn có tính cách lễ phép. Tuy nhiên, khi Ngư giới thiệu bạn trai thì liền bị bố mẹ mắng chửi xối xả. Ông bà Lý trước đó đã yêu cầu con gái phải chọn một đối tượng tốt, ít nhất phải được như người yêu của chị họ. Nhưng không ngờ, người đứng trước mặt lại là Song Phủ Song, một thanh niên lao động chân tay, gia cảnh khó khăn, ngoại hình thì xấu xí. Xem đi xét lại, ông bà không chấm Song được điểm nào.
Khi đó, tình cảm của cả hai người dành cho nhau quá lớn, cho nên Tiểu Ngư và Phủ Song đã quỳ xuống cầu xin sự tác hợp, nhưng cho dù van xin và nài nỉ thế nào thì cũng không nhận được sự đồng ý. Ông bà Lý đã lớn tiếng sỉ nhục Song, nói không xứng với con gái mình, đồng thời yêu cầu Ngư từ nay không được phép dây dưa với Song nữa. Họ đã đuổi Song ra khỏi nhà, chỉ thẳng mặt Song, hành động rất dứt khoát. Sau đó, cả hai có lén lút gặp mặt, nhưng cũng nhanh chóng bị phát hiện. Tiểu Ngư bị bố mẹ cấm, không cho ra ngoài gần một tháng. Ban đầu, nghĩ rằng chỉ cần thật sự yêu nhau thì sẽ vượt qua khó khăn. Nhưng không ngờ, chỉ sang tháng thứ hai không được gặp nhau, Lý Tiểu Ngư đã gửi tin nhắn, nói muốn chia tay. Cô cũng thể hiện sự quyết tâm bằng cách chặn số của Song, điều này khiến cho Song thất vọng. Đã lâu không thể liên lạc được với người yêu, Song không thể chịu đựng được nữa, quyết tâm phải gặp mặt, trò chuyện một lần, cũng là để khuyên Ngư hãy giữ vững lập trường, chắc chắn sẽ có ngày bố mẹ cô phải thay đổi cách nghĩ và cho cả hai người đến với nhau. Song bắt đầu lân la tìm cơ hội tiếp cận căn nhà của Tiểu Ngư. Không ngờ, trong vài ngày đi lảng vảng xung quanh làng, Song vô tình thấy mẹ Ngư ở ngoài chợ, bà đang khoe với hàng xóm rằng vừa mới tìm ra mối tốt cho con gái mình. Khi đó, những người đứng xung quanh cũng khuyên bà Tiên nói bà nhất định phải ngăn cản, không để cho con gái lấy cậu thanh niên nghèo mạt kia, như vậy là sẽ hại đời cô ấy. Những lời này vô tình lại lọt vào tai khiến cho Song tức giận, không thể chịu đựng được nữa. Song trở về nhà, trằn trọc suy nghĩ một đêm thì quyết định sẽ đưa Tiểu Ngư đi bỏ trốn, miễn là họ ở cạnh nhau. Song sẽ cố gắng kiếm tiền và chăm lo cho cô thật tốt, đến khi trở về lại gạo đã nấu thành cơm thì không ai có thể chia rẽ họ nữa. Đêm ngày 25 tháng 5, Song không ngủ, liền đến nhà Tiểu Ngư. Tới nơi hắn đột nhập vào căn phòng của người yêu từ cửa sổ. Sau khi nghe thấy tiếng động, Tiểu Ngư giật mình tỉnh dậy. Cô la lên nhưng liền nhận ra đối phương là Song. Nghe thấy tiếng la, mẹ của Tiểu Ngư lên tiếng hỏi. Sợ mọi chuyện bị bại lộ nên Ngư cũng rất hợp tác. Cô ấy khẳng định là không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ là phát hiện ra một con chuột nên hơi hoảng loạn. Song bước tới, khép cửa phòng lại để cả hai có thể dễ dàng trò chuyện hơn. Đêm hôm đó, Song đã khuyên Ngư rất nhiều, nói cô không được lung lay. Song không mang theo gì cả, chỉ có tay không cầu hôn người yêu. Kết quả là bị cô ấy từ chối với lý do là không thể chịu nổi áp lực được nữa. Dù đã năn nỉ hết lời nhưng vẫn bị Ngư cự tuyệt, Song vô cùng tức giận. Hắn bắt đầu nổi nóng, nói hay là Ngư có người mới tốt hơn nên đã quên mình rồi. Cô ấy trả lời đúng là đang suy nghĩ đến việc lấy người bố mẹ làm mai, không biết là Tiểu Ngư giận nên nói lẫy hay là cô ấy đang nói sự thật. Tuy nhiên những lời nói này chắc chắn khiến cho Song, người đang rất hy vọng, nhanh chóng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Bị Ngư đe dọa mau ra về, nếu không thì sẽ la lên cho bố mẹ nghe. Song dần mất kiểm soát. Nhìn thấy có một con dao gọt hoa quả ở ngay trên bàn, hắn vừa lấy, đâm trực diện vào bạn gái mấy nhát. Tiểu Ngư đau đớn la lên. Bố mẹ cô ấy nghe thấy liền cất tiếng hỏi. Sợ bị bại lộ, hắn vội nhảy qua cửa sổ, rồi chạy ra sân tẩu thoát. Sau khi Song Phủ Song giết người, hắn ý định tự vẫn để cùng với Lý Tiểu Ngư sống một cuộc sống mới ở một thế giới khác. Nhưng sau vài vết cứa ở trên cổ tay, hắn cảm thấy đau quá, không chịu đựng được nên quyết định không tự vẫn nữa. Hắn đi kiếm một ít lá ổi, làm nát và bít vào vết thương để giúp cầm máu. Song ngủ lại tại một căn chòi rách nát một đêm, nhưng giấc ngủ không liên tục. Không phải là vì ám ảnh cái chết của Tiểu Ngư mà là bởi vì mũi vo ve xung quanh. Sáng ngày hôm sau đã đến bữa nhưng không có gì ăn, cho nên bụng trở nên sôi sục, vô cùng khó chịu. Hắn cởi bỏ chiếc áo dính đầy máu và bắt đầu di chuyển trên đường. Lang thang với chiếc bụng đói, nhìn thấy quầy bán đồ ăn, Song không thể chịu đựng nổi. Hắn để ý thấy một bà già đang đứng tại xe bán màn thầu thì liền nảy ra ý định ăn cướp. Song lặng lẽ đi theo bà cụ, đến đoạn vắng người qua lại thì giật lấy túi ni lông đựng đầy áp bánh rồi bỏ chạy một cách nhanh chóng. Khi cả hai xảy ra va chạm, Song còn cố tình đẩy bà cụ té ngã. Song cái đói đã khiến cho hắn không còn màng đến điều đó. No nê, hắn ta tìm đến một gốc cây cạnh cánh đồng lúa mì, cách xa khu dân cư. Tại đây, Song bắt đầu nghĩ cách sinh tồn trong những ngày tháng sắp tới. Song biết chắc chắn mình sẽ không làm được tích sự gì nên nảy sinh ý định ăn cắp. Nếu như cắp được số tiền lớn thì sẽ đến một nơi xa xôi bắt đầu một cuộc sống mới và những nơi vùng cao sẽ càng khó có người nhận ra. Trong lúc đang nghĩ ngợi, có lẽ vì đuối sức quá cho nên Song đánh một giấc thật sâu, không biết trời trăng mây gió gì. Cho đến khi giật mình tỉnh dậy
thì mới biết cảnh sát đã tìm tới. Sau khi xong cho lời khai, cảnh sát cũng đã đối chiếu DNA từ vết máu còn dính từ con dao gọt hoa quả với chiếc quần của hung thủ, xác nhận nó là máu của nạn nhân Lý Tiểu Ngư. Những dấu vân tay máu và dấu giày để lại tại hiện trường đều trùng khớp với Song. Đây được xem là những bằng chứng xác thực để khởi tố vụ án. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2010, vụ án đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Tân Hương. Thông thường, ở trong quá trình xét xử, nếu như kẻ tiểu nhân thành thật khai nhận và thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi thì sẽ căn cứ để xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng trường hợp của Song, ngay cả luật sư bào chữa cũng đành bất lực trước thái độ vênh vào bất thường. Suốt phiên tòa, dù công tố viên hay thẩm phán đặt câu hỏi, Song đều nhiều lần từ chối trả lời câu hỏi của họ và thậm chí còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Hắn nói rằng, tôi không bận tâm, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi. Cho dù công tố viên, thẩm phán và bố mẹ có cố gắng thuyết phục Song cỡ nào thì trông hắn ta cũng không hề giống người làm sai. Song luôn cười như mình đang có niềm vui rất lớn. Khi được hỏi tại sao lại giết người, Song trả lời rằng giết cho vui. Thẩm phán nói Song liệu có cảm thấy hối hận về những gì mà mình đã làm hay không, nhưng Song khẳng định không, việc gì tôi phải như vậy. Người cảm thấy hối hận có lẽ chính là bố mẹ của Lý Tiểu Ngư. Nếu như ngày trước họ không quyết định ngăn cản, thì bây giờ tôi và cô ấy đã sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng sắp tới đây, tôi có lẽ sẽ mau chóng tìm gặp được cô ấy. Tôi tin rằng cô ấy sẽ không trách tôi điều gì vì không có ai yêu cô ấy nhiều như tôi. Ban đầu, luật sư bào chữa cũng cố gắng thuyết phục Song có thái độ tốt hơn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, với vẻ ngoài kiêu ngạo và ngông cuồng của Song, thì giờ đây không ai có thể cứu được hắn ta. Cuối phiên tòa, Song phủ Song bị buộc tội cố ý giết người và nhận bản án cao nhất là tử hình. Đến cuối cùng, điều mà mọi người bị ám ảnh nhất không phải là những hình ảnh kinh hoàng tại hiện trường mà là nụ cười đầy nham hiểm và giọng điệu giòn giã của tên sát nhân khi đối diện với bản án. Sự đối nghịch biểu cảm giữa hung thủ và người nhà của nạn nhân khiến cho không khí tại phiên tòa xét xử trở nên bất thường. Trong phiên tòa, có tiếng vỗ tay hoan hô tính công bằng của bản án, có tiếng khóc nức nở của gia đình nạn nhân, xen lẫn với tiếng khóc của bố mẹ hung thủ. Nhưng điều đáng e ngại là nhân vật trung tâm Song phủ Song thì lại rất vô cảm. Hắn vẫn giữ nét mặt tươi tỉnh từ đầu đến cuối. Lúc bước ra khỏi cửa hội trường cũng không quên xỉ vả vào mặt bố mẹ của Tiểu Ngư, trách họ sống không có tình nghĩa, chỉ biết đặt vật chất lên trên hết. Chuyên gia tâm lý đánh giá Song là kiểu người luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Bên ngoài, hắn ta giả vờ yêu bạn gái rất nhiều, nhưng thực chất đó không phải là tình yêu mà là ích kỷ, chỉ để thỏa mãn bản thân, thậm chí là còn không ngần ngại hủy diệt nếu không có được. Thái độ coi rẻ mạng sống và khinh thường pháp luật của tên sát nhân đã khiến cho mọi người càng thể hiện sự phẫn nộ, chán ghét hơn là đồng cảm. Ngoài trường hợp của Song, thì trước đó Trung Quốc cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp điên cuồng vì tình. Có thể là vì đối phương không thật lòng nên sinh hận, kết quả là muốn tước đoạt đi mạng sống, hoặc là yêu nhau nhưng bị cấm cản, dẫn đến thảm kịch gia đình, sát hại cả người thân của mình. Đặc biệt, có những người có xu hướng nóng nảy, không thể kiểm soát được hành vi sẽ rất dễ gây ra án mạng thương tâm. Nếu như các bạn đã từng theo dõi nhiều video của Kỳ Án X trước đó thì chắc chắn sẽ không thể phủ nhận điều này, có đúng không ạ? Tình yêu là thứ tình cảm luôn tồn tại trong cuộc sống, khiến cho cuộc sống trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn. Tuy nhiên, đôi khi nó bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng, gây ra sự ám ảnh cho những người xung quanh. Kể từ sau vụ án, một bộ phận giới trẻ của Trung Quốc mang tâm lý ái ngại, không dám mở lòng với một ai. Bởi vì nếu như sai một ly là đi về miền cực lạc giống như cô gái đáng thương Lý Tiểu Ngư này. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.